Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, đời thánh hiến là đời thờ phượng, mà người thánh hiến là của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là lời mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gợi gắm trong suy tư của Ngài về đời thánh hiến. Và khi mà Ngài nói điều này, thưa anh chị em, thì ở bên dưới là hai kinh nghiệm của hai khuôn mặt rất lớn trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, đó là Môsê và Phaolô. Đây là hai khuôn mặt rất là đặc biệt ở trong hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà cả hai đều đi vào một biến cố được chọn và được gọi. Môsê đang trong hàng ngày công việc của mình, đó là đi chăn cừu, nhưng mà trong cái sự sợ hãi chạy trốn bởi vì ông đã giết người, ông đi vào trong hoang địa và nơi đó ông đi chăn dê, chăn chiên. Và Đức Chúa đã đến với ông và trao cho ông một sứ mạng và nói với ông rằng: con hãy đi gặp Pharaô và nói với Pharaô rằng hãy thả dân của Thiên Chúa ra để họ đi thờ phượng Đức Chúa trong sa mạc. Cho nên cái kinh nghiệm đầu tiên mà Môsê đối diện với Đức Chúa là một kinh nghiệm lên đường, một kinh nghiệm xuất hành, và cuộc xuất hành đó đồng nghĩa với thờ phượng. Cũng y như vậy, thưa anh chị em, Phaolô cũng đi vào một kinh nghiệm xuất hành. Nhưng mà Phaolô xuất hành là lên đường và rất khác với Môsê. Ông lên đường để đi bắt bớ, giết những người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Và đang trên đường đi đó, ông đã bị Chúa Giêsu Kitô chộp lấy. Ông đã bị chiếm hữu, ông thuộc về Chúa, và cuộc đời của ông cũng được xoay sang một hướng khác từ đó. Cho nên Phaolô lại nói trong bài đọc 2 anh chị em nghe, trở thành một của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Sự sống động mà Phaolô muốn nói ở đây, nó không phải là sống động của một con người năng nổ đơn thuần mà thôi, mà đó là một sự sống động mà Phaolô nói rằng Đức Giêsu Kitô đã chết là chết đối với tội lỗi và một lần là đủ. Nay người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi và nay là mình sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô.
Một chỗ khác Phaolô lại nói: từ đây tôi sống mà không còn là tôi nữa, Đức Giêsu Kitô sống trong tôi. Nói một cách khác, đối với tôi sống là Đức Kitô, chết là một mối lời. Cho nên sự sống mà Phaolô muốn nói ở đây, cái sống động đó là sự sống của chính Thiên Chúa. Và Môsê đã kinh nghiệm điều đó, và Thánh Phaolô đã kinh nghiệm điều đó. Tôi không còn sống cho mình nữa, đối với tôi hoàn toàn chết cho tội lỗi thế gian và cái tôi ích kỷ của tôi. Từ đây tôi trỗi dậy và sống đối với tôi là Đức Kitô. Cho nên tí nữa anh chị em sẽ thấy các thầy của chúng ta nằm dài. Thưa, đó là một cái hình ảnh để nói rằng kể từ giây phút này và mãi mãi trọn cuộc đời của tôi, tôi chết đi hoàn toàn cho chính mình, để khi tôi trỗi dậy, tôi trở thành một của lễ sống động thật sự, và sự sống của tôi chính là Chúa Kitô. Không chỉ thế mà Phaolô còn lại nói tiếp: thánh thiện. Và sự thánh thiện ở đây, thưa anh chị em, không chỉ đơn thuần là chúng ta thuộc về Chúa và Chúa là đấng thánh, mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ngài nói rằng đó là một cuộc bước vào địa hạt của chính Thiên Chúa, sự thánh của Thiên Chúa mà chính ngài thiết lập. Và Môsê đã có kinh nghiệm đó, cũng là cái mảnh đất đó, cũng là cái bụi gai đó, hằng ngày ông bước đi. Nhưng mà bây giờ Đức Chúa hiện diện, sự hiện diện của Đức Chúa qua ngọn lửa bốc cháy nơi bụi gai đó, khiến cho bụi gai đó và vùng đất mà Môsê đang đứng trở thành đất thánh. Hay là trong bài đọc 1 anh chị em nghe, đó là ngôn sứ Isaiah trong đền thờ và đã chứng kiến cái gì? Địa hạt của Thiên Chúa, lãnh địa của Đức Chúa, và ở nơi đó Đức Chúa tỏ ánh vinh quang của Ngài. Và Isaiah thốt lên: thôi chết tôi rồi, tôi là môi miệng ô uế sinh ra ở giữa những kẻ ô uế, và giờ đây tôi được thấy Đức Chúa là đấng chí thánh. Môsê đã thấy Đức Chúa, Phaolô cũng vậy, trên đang con đường mình đi, và trong lòng có thể nói là đang có một kế hoạch riêng, và có thể nói là sự giữ nữa, thì Đức Chúa đã dùng chính sự hiện diện của mình bao trùm Phaolô. Phaolô đã thấy và thấy ánh sáng của Chúa. Cho nên cái sự thánh đó bao trùm con người thánh hiến, hay nói một cách khác, trong cái cuộc xuất hành đó, người thánh hiến sẽ hiến dâng mình là của lễ, và lửa của Đức Chúa là sự thánh của Đức Chúa đó sẽ thiêu đốt người đó. Người đó sẽ trở thành một của lễ toàn thiêu. Và điều đó xảy ra mỗi ngày trong cái trực diện với Đức Chúa mỗi ngày. Và trong hiến pháp dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi, thưa anh chị em, ở số 7 nói rằng anh em phải không ngừng cố gắng khám phá ra sự hiện diện và hoạt động của Chúa cách nhiệm màu ở nơi nào Ngài đang muốn tỏ cho anh em thấy. Cho nên người thánh hiến ở trong Thiên Chúa và luôn luôn ở trong sự thánh của Thiên Chúa. Điều đó chúng ta gọi là cầu nguyện. Và như thế chúng ta hiểu được cái điều thứ ba mà Thánh Phaolô nói, đó là của lễ đẹp lòng Chúa. Điều mà làm đẹp lòng Chúa Cha, và đây là thánh ý của Chúa Cha, đó là chúng ta thấy người con và tin vào người con. Tin vào người con cũng đồng nghĩa là ở trong người con đó, hay nói theo ngôn ngữ của bài tin mừng ngày hôm nay, là anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Làm sao tôi biết tôi ở lại trong tình thương của Thiên Chúa? Đức Giêsu Kitô lại nói, đó là khi anh em tuân giữ giới răn của Thầy. Tí nữa đây anh chị em sẽ thấy các thầy lên và lãnh nhận hiến pháp của nhà dòng. Đó là luật của Đức Chúa được viết trong đặc sủng của dòng Chúa Cứu Thế. Nói một cách khác, đó là sự sống mới của các thầy. Từ đây các thầy sẽ không còn sống theo bất cứ một luật nào ở trên trần gian này. Chỉ có một luật duy nhất chi phối đời sống các thầy, đó là luật của Chúa Kitô. Đó là sự sống động, đó là sự sống mới của anh em. Và Chúa Giêsu Kitô lại nói rằng Thầy không gọi anh em là tôi tớ, Thầy gọi anh em là bạn hữu. Bởi vì tất cả những gì Thầy nghe được từ Chúa Cha, Thầy đã nói hết cho anh em. Thưa, đó là sự thánh của người
thánh hiến. Bởi vì trong cái đối diện trực diện với Đức Chúa mỗi ngày, trong cầu nguyện, người tu sẽ lắng nghe Chúa nói với mình. Không chỉ nghe được lời của Ngài mà nghe luôn cả tâm tư của Ngài, tâm tư của người ấy, trở thành một với Thầy của mình, trở thành bạn hữu với Thầy. Và đó là sự thánh của anh em. Và sự thánh đó được bao trùm anh em. Mỗi lần anh em khoác chiếc áo dòng vào, đó là anh em mặc lấy con người mới, mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, mặc lấy sự thánh của Thiên Chúa. Anh em bước vào địa hạt của Thiên Chúa, và Thiên Chúa bao phủ anh em, và anh em ở trong Ngài. Và lúc đó chúng ta mới thật sự sinh hoa trái. Và hoa trái đó mới tồn tại. Và hoa trái đó chính là gì? Anh em sẵn sàng và được sai đi. Này con đây, xin sai con đi. Và đó là cách mà chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Thưa anh chị em, cho nên ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các thầy tân khấn cũng như những thầy khấn trọn đời, để các thầy cả một cuộc đời của mình là một cuộc xuất hành, một cuộc rời bỏ đi theo Đức Giêsu Kitô, một đời thờ phượng, mà nơi đó cuộc đời của các thầy là một của lễ sống động với sự sống mới của Đức Giêsu Kitô, thánh thiện với sự trực diện mỗi ngày với Đức Chúa của mình, và đẹp lòng Chúa không ngừng hiến dâng như là một của lễ tinh tuyền để Chúa toàn quyền sử dụng trong sứ vụ của Ngài. Ngày hôm nay cũng là ngày mà trong lịch phụng vụ của dòng Chúa Cứu Thế, thưa anh chị em, chúng tôi nhớ đến chân phước Sạc Na Ly. Sạc Na Ly là một người bạn đồng thời với Thánh Alphonso và là đôi bạn rất thân thiết. Cả hai cùng đi học chung với nhau và đều là nhà quý tộc. Và cũng như Alphonso, Sạc Na Ly lấy được hai cái bằng tiến sĩ luật đạo và luật đời. Và cùng chí hướng với Thánh Alphonso, luôn luôn đi phục vụ người nghèo và tìm những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả. Và cái khuôn mặt mà chân phước Sạc Na Ly hướng đến, đó là những cô gái điếm, những con người bị loại ra hoàn toàn bên ngoài xã hội, bị coi là ô uế, bị coi là tội lỗi, và không hề có một cái quyền lợi nào trong luật pháp của Napoli lúc bấy giờ. Và Sạc Na Ly đã soạn một cái bộ luật riêng và đệ trình lên tòa án của Napoli để xin bảo vệ quyền lợi cho những cô gái điếm. Ông viết không có nhiều sách, chỉ có khoảng 30 quyển sách thôi. Nhưng mà trong đó có một điểm rất là đặc biệt mà có thể nói rằng tóm kết cái linh đạo của ông, đó là con người thần khí. Ông nói rằng tất cả những gì mà chúng ta lãnh nhận nơi bí tích thánh tẩy đó khiến cho chúng ta trở thành một con người mới, con người thần khí. Nói một cách khác, khi chúng ta tuyên khấn và sống đời thánh hiến, thưa anh chị em, là chúng ta sống triệt để cái bí tích thánh tẩy đó, chúng ta trở thành con người thần khí, con người mà nơi đó lửa của thánh thần thiêu đốt chúng ta, và chúng ta trở thành một của lễ. Và với con người thần khí đó, chúng ta sẽ nhìn cái nhìn của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ nói lời của Đức Giêsu Kitô, chúng ta sẽ hành động trong Đức Giêsu Kitô. Và chân phước Sạc Na Ly có một lời nguyện rất là hay mà Ngài vô cùng tâm đắc. Ngài cầu nguyện với Chúa thường xuyên với lời nguyện này: đi đâu con cũng thấy Ngài, làm gì con cũng cùng với Ngài, nói gì con cũng nói về Ngài, nghĩ gì cũng khiến con yêu mến Ngài, vì Ngài ở trong con và con ở trong Ngài. Đó chúng ta gọi là thánh hiến, đó chúng ta gọi là một đời thờ phượng mà không ngừng trở thành một của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Giây phút này xin anh chị em hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho các thầy của chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Đang khi đám đông reo hò vang dậy,
Đức Giêsu tiến vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau khi thầy trò rời khỏi Bethania thì Chúa Giêsu cảm thấy đói. Trông thấy ở đằng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ lấy thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả: muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của ngươi nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ: nào đã chẳng phải có lời chép rằng nhà của ta được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi lại biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm khi đi ngang qua cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại liền thưa với Đức Giêsu: thưa thầy, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giêsu nói với các ông: anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này rời chỗ đi nhào xuống biển mà trong lòng tin chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra thì sẽ được như ý. Vì thế thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, tôi mới tìm được một công thức nấu ăn tặng cho các chị, các bà về nấu thử coi chồng con mình ăn được không. Cái món này gồm có những thành phần sau đây cần chuẩn bị. Thứ nhất là một quả tim. Thứ hai là một tô nước lạnh. Thứ ba là một chuỗi nghi ngờ. Thứ tư là một trái chanh, một trái ớt và một trái chuối chát. Nấu như thế nào? Thưa, bỏ chung tất cả lại và xay nát như là cám vậy. Sau đó chế nước lạnh vào, bỏ trong tủ lạnh, đem ra ăn. Và ăn rất ngon với ớt và chuối chát. Anh chị em ăn được món này không? Món này có tên là một trái tim lạnh nhạt, không có một chút muối nào. Nó chỉ có chua, chát, cay, lạnh và tanh. Tôi tìm được cái công thức này ở trên mạng lâu lắm rồi, có một bạn trẻ gửi cho tôi nhưng mà không có dịp dùng. Hôm nay gửi đến cho anh chị em như là một cái khởi đầu cho suy tư của chúng ta khi ngày chúng ta kính nhớ trái tim Chúa Giêsu. Hôm nay lại là ngày Tết thiếu nhi, chúng ta nghĩ đến các em của mình. Tôi có đọc một bài phóng sự khiến cho chúng ta phải suy nghĩ, và chắc chắn anh chị em sẽ đồng ý. Bài phóng sự đó viết về nền giáo dục Việt Nam, và trong đó có một câu mà tôi rất tâm đắc. Ngày xưa thì
Nền giáo dục của chúng ta nhắm đến việc học làm người. Còn ngày nay nền giáo dục của chúng ta nhắm đến việc học làm giàu. Ngày xưa ông bà muốn dạy con cái của mình học là để thành nhân, để nên người. Cho nên học là để làm người. Vì vậy mà cái chữ đầu tiên mình phải học là chữ lễ. Cho nên mới có là tiên học lễ hậu, mới học gọi là văn. Cái lễ nghĩa đó là cái đạo căn bản mà nơi đó đứa bé sẽ học biết kính trên nhường dưới, biết hiếu thảo, biết chia sẻ, biết hy sinh. Còn xã hội ngày hôm nay của chúng ta học làm giàu, học để trở thành những doanh nhân. Và nhân cái dịp ngày Tết Thiếu Nhi này thì tôi cũng đọc được một cái thông tin. Đó là ở bên Trung Quốc hiện nay người ta đưa vào 60.000 trường học cái hệ thống gọi là robot, cô giáo, thầy giáo bằng robot và chấm bài cho học sinh, không phải là thầy cô chấm nữa mà là robot chấm. Và trong tương lai thì người giảng dạy, thầy cô giáo cũng sẽ là robot luôn. Và quả thật là bi đát. Và như thế thì thưa anh chị em, cái học đó của chúng ta hiện nay không còn bận tâm về trái tim nữa. Mà cái mà người ta cần là cái đầu trong cái sắc bén của nó. Và đi vào cái khái niệm của kinh tế thị trường chúng ta bắt gặp được trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi Chúa Giêsu Kitô đi vào đền thờ. Và Ngài bắt gặp nơi đền thờ, nó không còn là nơi thờ phượng nữa, mà đền thờ trở thành nơi buôn bán. Rồi chúng ta nhớ Chúa Giêsu Kitô nói sẽ đến lúc mà anh em sẽ không còn thờ phượng Thiên Chúa ở trong ngôi nhà gỗ đá hay ở Jerusalem nữa, mà trong sự thật và thần khí. Và sự thật và thần khí thì ở đâu? Thưa, ở nơi có người Kitô hữu, nơi đó lãnh nhận trang đầy và sự thật của chính Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy mà Phaolô mới nói rằng anh chị em không biết sao, anh chị em chính là ngôi nhà Thiên Chúa ngự, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nếu như mà trong cái tâm trí của con người chỉ có việc mua bán thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thưa anh chị em, cái người mà làm kinh tế thì luôn luôn trung tâm chính là bản thân mình. Mình là trung tâm và mình làm kinh tế để mình có lợi. Cho nên người đứng ra mua bán, người đó sẽ là chủ, người đó là trung tâm, người đó sẽ xác định giá cả, người đó sẽ trả giá, người đó sẽ bán cái này buông cái kia, và mọi thứ đều có thể buôn bán, thậm chí mọi người đều có thể buôn bán, miễn sao bản thân mình được lợi. Cho nên tôi là trung tâm, tôi càng ngày càng giàu và mọi người trở thành đối tượng để cho tôi sử dụng và bóc lột. Chính vì vậy mà chúng ta mới thấy trong đền thờ, Chúa Giêsu Kitô lật đổ bàn ghế của người đổi tiền, lật đổ bàn của người bán bồ câu. Người đổi tiền, chúng ta biết rằng đối với người Do Thái đi vào đền thờ thì họ không được phép dùng tiền của người Roma, mà họ phải đổi ra cái tiền khác, bởi vì họ nói rằng dùng cái tiền của người Roma như vậy đó có in hình Caesar, như vậy là ô uế. Cho nên họ phải có một cái đồng tiền khác để mà họ dâng cúng cho Thiên Chúa. Và đổi như vậy, trên lệch như vậy thì những người đổi tiền họ ăn nhiều lắm. Rồi thứ hai là bán bồ câu, mà bồ câu đối tượng là người nghèo, người mua bồ câu. Cho nên cái đa quân mà đám bồ câu, bán bồ câu á, là cái quân mà bóc lột người nghèo một cách trực tiếp. Và Chúa Giêsu Kitô, Ngài không chấp nhận điều đó. Nhưng mà nếu đền thờ là nơi thờ phượng, nếu đền thờ trung tâm là Thiên Chúa, thì mọi người đến đền thờ không phải để mua bán, mà mọi người đến đền thờ thứ nhất là để thờ phượng Thiên Chúa, thứ hai là để tôn vinh Ngài, và thứ ba mọi người đều bình đẳng như nhau, đều là con cái của Thiên Chúa, đều là dân của Thiên Chúa.
và càng ở cận kề Thiên Chúa trong đền thờ, những người ấy sẽ là tư tế, những người ấy sẽ là người phục vụ anh chị em của mình. Trong bài tin mừng chúng ta lại có thêm một hình ảnh nữa, mà không biết anh chị em có thắc mắc không, chứ tôi là thắc mắc lắm, là hình ảnh cây vả. Cây vả lá tốt tươi mà không có trái. Nó diễn tả cho một tình trạng mà chúng ta thấy, đó là con người đặt mình làm trung tâm, phát triển mình cành lá tốt tươi nhưng không muốn sinh hoa trái. Bởi vì chúng ta biết cái cây mà nó sinh trái thì nó sẽ dùng hết sức của nó để mà nó nuôi cái trái đó, và cái trái đó không cho cái cây, mà cái trái đó cho người khác. Cho nên để sinh trái thì cái cây nó phải hy sinh sự sống của nó, hy sinh dưỡng chất của nó, hy sinh thậm chí là tuổi thọ của nó nữa để mà sinh trái. Và Chúa Giêsu trách, Ngài đến sát bên cái cây đó. Tin mừng nói không phải mùa ấy, vậy mà Chúa vẫn trách, tại sao ngươi không cho trái? Và Chúa nói từ này về sau không còn ăn ai ăn trái của ngươi nữa. Đó là cái bản dịch này. Nhưng mà nếu chúng ta dịch sát thì phải dịch rằng Ngài đến bên cạnh cây vả, thấy cây vả cành lá sum suê, Ngài liền trả lời cây vả. Cây vả có nói đâu mà Chúa trả lời. Ở đây tin mừng bản dịch này nói là Thiên Ngài phán bảo với cây vả, nhưng mà dịch cho chính xác là Ngài trả lời cây vả. Có nghĩa là gì thưa anh chị em? Đối với tin mừng Marco, đây là một hình ảnh của thời cánh chung. Đây là một hình ảnh mà cái vả đó như là biểu tượng của dân Israel. Và giờ đây Chúa đến kề bên rồi, họ ứng đáp như thế nào? Họ rôm rã, họ cành lá sum suê, nhưng họ không sinh hoa trái. Và Chúa trách, ngươi đã không sinh hoa trái, từ nay ngươi chẳng lẽ cũng tiếp tục không sinh hoa trái sao? Nếu như mà bây giờ Chúa đến với anh chị em ngay lúc này, Chúa sẽ thấy chúng ta như thế nào thưa anh chị em? Cành lá sum suê không? Xanh tươi tốt không? Nhưng mà có sinh hoa trái không? Và hoa trái mà Chúa muốn chúng ta sinh là gì? Là bác ái, là nhân hậu, là từ tâm, là hy sinh. Chúng ta có sinh hoa trái không? Và nếu chúng ta chỉ là một cây vả cành lá xanh tươi mà không sinh hoa trái thì coi chừng chúng ta đang rơi vào một tình trạng chúng ta biến bản thân mình trở thành nơi buôn bán. Tôi là chủ, tôi là trung tâm, và tôi đang phục vụ bản thân tôi đang làm tăng trưởng chính tôi đang làm cho tôi xanh tươi, tôi đang làm cho tôi thật là khỏe, thật là giàu, thật là tuyệt vời, và mọi người phục vụ tôi. Còn nếu tôi sinh hoa trái, thì tôi đặt Chúa làm trung tâm. Chúa ở trong tôi ở trong Chúa. Ai ở trong Thầy, Thầy ở trong người ấy sẽ sinh hoa trái. Và đó là cách anh em tôn vinh Chúa Cha. Cho nên thưa anh chị em, cái hình ảnh đền thờ này cũng là hình ảnh của chúng ta. Hình ảnh cây vả này cũng là hình ảnh của chúng ta. Câu hỏi được đặt ra, tôi là trung tâm hay Chúa là trung tâm? Nếu Chúa là trung tâm thì tôi xoay xung quanh Ngài, tôi thờ phượng Ngài, và nhờ vậy tôi sinh hoa trái. Nếu tôi là trung tâm, mọi người phải xoay xung quanh tôi, phục vụ tôi tươi tốt, và mọi người trở thành đối tượng để cho tôi mua bán. Tuần vừa rồi thưa anh chị em, tôi đi Đại Phúc ở Quảng Bình. Tôi đến một cái giáo xứ, và cái giáo xứ này đặc biệt lắm. Ở trên một cái cồn có tên gọi là cồn Nậm.
ngày xưa được gọi là Nội Hà, bởi vì xung quanh là sông Danh, cái cồn nhỏ thôi, và xung quanh là một con sông Bọc, và cách đó khoảng chừng 8-9 cây số là biển, cho nên nước nó mặn. Ở trên cái cồn đó có hai giáo xứ, thì tôi đến một trong hai giáo xứ đó. Và cách đặc biệt là trên cái cồn đó là toàn tòng 100% là Công giáo, không có một người nào là người bên ngoài Kitô giáo, người bên ngoài Công giáo 100%. Nhưng mà điều làm cho tôi ấn tượng và muốn kể đến cho anh chị em đó là ở cái giáo xứ cồn nằm đó có một cái ông, tôi tạm gọi là ông quản, ông bắt kinh. Cứ lễ sáng, lễ chiều, trầu trầu trưa, có mỗi lần mà cha xứ gõ chuông mà tập họp thì ông là một trong những người đến sớm nhất và ông xướng kinh trong nhà thờ. Tuy nhiên, ông không có thấy đường, ông bị mù. Ông bị mù từ năm ông 2 tuổi do một cơn bệnh. Nhưng mà tôi quan sát là mặc dù là mù, nhưng mà ông luôn luôn là người đi đến nhà thờ sớm nhất. Và ông đi không cần gậy, thưa anh chị em. Ông cứ đi một cách thênh thang như là người sáng mắt vậy. Và tôi cứ đứng tôi quan sát, tôi muốn chạy đến tôi giúp, nhưng không. Ông bước đi đúng cái chỗ đó là ông quẹo, đúng cái chỗ đó là ông bước lên bậc thang. Ông đi mấy bước là đúng cái chỗ đó là ông quẹo, anh đuôi vô hàng ghế. Ông đi thêm mấy bước, đúng cái chỗ đó là ông ngồi xuống, ông cầm đúng cái micro lên, thế là ông bắt kinh. Không chỉ là một con người rất trung tín trong cái công việc đó, mà khi đến thăm và hỏi cái hoàn cảnh của ông thì tôi thật bất ngờ. Hai vợ chồng có với nhau một đứa con trai đang học lớp 10. Ông hiện nay đang bị mù. Còn vợ của mình thì bị tâm thần. Người vợ bị tâm thần như vậy là đã 5-6 năm rồi. Tôi mới hỏi rằng làm sao mà bác có thể vừa nuôi vợ, chăm vợ, lo cho con đi học, rồi lại lo trên công việc nhà thờ. Mà ông còn nói với tôi rằng cha biết không, con còn dạy kinh nữa cho những người mà học giáo lý nữa, còn dạy kinh cho tụi nhỏ, con nít nữa. Thì ông mới nói với tôi rằng con cố gắng thôi cha. Hỏi ông làm gì? Con trồng tỏi, con trồng ớt. Rồi làm sao ông chăm sóc cho bà? Ông nói con cũng biết nữa, nhưng mà con chăm sóc được. Rồi làm sao mà đủ cơm ăn? Thì ông nói rằng Chúa nuôi cha ơi. Rồi cũng có người này chia sẻ, người kia chia sẻ. Rồi tôi gặp cái cậu con trai học lớp 10. Tôi hỏi rằng con có phụ giúp với bố mẹ không? Thưa cha, con đi học về con phụ giúp. Con làm nhiều lắm, làm đồng. Con học hành khá không? Thưa cha, con học khá lắm cha. Và tôi nhìn ông trong cái trung tín, trong cái bước chân mà ông bước rất chậm, rất chính xác, như là hình ảnh của một người Kitô hữu, mà nơi đó là đền thờ. Chúa là trung tâm, chỉ cần chuông nhà thờ vang lên, ông bỏ mọi việc, ông đến nhà thờ. Ông trở thành người thờ phượng, ông trở thành người phục vụ anh chị em của mình. Khi mà xong tất cả mọi sự, mọi người ùa nhau đi về, bởi vì mù mà, ông vẫn là người chậm rãi đi sau cùng. Một con người mà nơi đó chúng ta có thể gọi ông là trái tim, ông là đền thờ. Cái giáo xứ cồn nằm đó nó còn có một cái đặc điểm nữa. Đó là xung quanh là nước như vậy đó. Cho nên khi tôi nhìn vào, thưa anh chị em, tôi thấy giống như bàn tay của Thiên Chúa ôm lấy cái hòn đảo đó vậy. Và nó bé nhỏ, nó như một trái tim vậy. Và cách đặc biệt là người dân ở đó họ làm cái gì họ sống? Thưa, họ nuôi cá bè. Và họ làm vụ mùa. Một năm họ làm 5 vụ. Lúa này, tỏi này, ớt này, đậu này, mè đen này.
và nước biển thì mặn, nước sông cũng mặn. Họ lấy cái gì họ tưới? Họ nói với tôi, cha, Chúa tưới, chúng con chỉ có gieo xuống thôi, rồi xới đất thôi, Chúa cho mưa xuống. Và tôi thấy cứ đều đặn như vậy. Và tôi đến, tôi ở một tuần ở đó, nó nắng kinh hồn nắng, không có một giọt mưa. Vậy mà cái ruộng mà người ta trồng đậu nó vẫn cứ xanh um như vậy, mà không có một giọt mưa. Cho nên họ chỉ trồng xong rồi cùng lắm đi ra làm cỏ, rồi đi gặt về, không có tưới, không có phân gì hết, chỉ có phân bò chút chút thôi. Và Chúa nuôi, Chúa tưới. Cho nên tôi nói với bà con giáo dân, phép lạ rõ ràng. Mưa thì cũng phải có mùa chứ, mà tại sao đây mưa cái kiểu gì mà trồng được năm mùa? Ông cha xứ nói với tôi, con cũng không biết nữa cha, năm ta trồng năm mùa đó, mà bao nhiêu đời cho tới bây giờ. Hóa ra là trái tim của Thiên Chúa đâu có xa cách mình đâu. Trái tim của Thiên Chúa rất cận kề. Đúng như lời Chúa Giêsu nói, cha của anh em thừa biết anh em cần gì. Cho nên Ngài vẫn chăm sóc đàn con của Ngài. Tình yêu của Chúa Giêsu Kitô giống như cái dòng nước bao bọc lấy cái hòn đảo bé nhỏ đó, bao bọc lấy cái thế giới này. Cho nên thưa anh chị em, nếu ngày hôm nay chúng ta nói với nhau rằng nếu tôi là đền thờ thì Chúa phải là trung tâm. Nếu tôi muốn là một cây vả thật sự thì tôi không phải là trung tâm, để rồi tôi sinh trưởng hoa lá xanh cành tốt, nhưng tôi phải đặt anh chị em tôi là trung tâm để tôi sinh hoa trái. Thì đối với Thiên Chúa, thưa anh chị em, con người là trung tâm. Con người là trung tâm của Thiên Chúa, cho nên Thiên Chúa xuống thế làm người. Con người là trung tâm của Thiên Chúa, cho nên Thiên Chúa ngày ngày vẫn cứ đợi chờ con người ở nơi nhà tạm. Con người là trung tâm của Thiên Chúa, cho nên Cha hằng làm việc và Thầy vẫn hằng làm việc và luôn luôn làm việc để chăm sóc con người. Xin cho cái mầu nhiệm Thiên Chúa mà khi chúng ta suy gẫm, mà chúng ta được yêu thương cho đến nỗi Ngài cho hết ngay cả bản thân con của Ngài. Ngài cho hết bằng cách đổ tràn đầy Thánh Thần trên chúng ta. Ngài cho hết bằng cách Ngài chọn chúng ta làm đền thờ của Ngài ngự. Thì chúng ta cũng vậy, hãy đặt Chúa làm trung tâm của đời mình, là trái tim của mình, và ngay lập tức anh chị em sẽ sinh hoa trái. Và đó là cách chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Amen.